À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 2 hàng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài 7 lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu. Trước hết, chúng ta đến với câu hỏi đầu bài. Mở đầu trang 34 toán 8 tập 1, chúng mình đã biết công thức A cộng B tất cả mũ 2 thì bằng A mũ 2 cộng 2AB cộng B mũ 2. Còn công thức A cộng B tất cả mũ 3 thì sao? Vậy thì sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán. Nhưng trước hết, để thực hiện được A cộng B tất cả mũ 3 thì các con có thể thực hiện bằng cách đấy là chúng ta đưa về phép nhân đa thức. Đấy là chúng ta sẽ tách bằng A cộng B nhân với mở ngoặc A cộng B tất cả mũ 2. Sau đó chúng ta vận dụng hàng đẳng thức A cộng B tất cả mũ 2 để chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trả lời câu hỏi phần 1, lập phương của một tổng. Hoạt động 1 trang 34 toán 8 tập 1. Với hai số AB bất kỳ thực hiện phép tính mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc mũ 2. Từ đó rút ra liên hệ giữa A cộng B tất cả mũ 3 và A mũ 3 cộng 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 cộng B mũ 3. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đi tính tích A cộng B và A cộng B tất cả mũ 2. Thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức chúng ta sẽ được. Thì các con thấy A cộng B tất cả mũ 2 đây là hàng đẳng thức. Vậy thì chúng ta sẽ được bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc A mũ 2 cộng 2AB cộng B mũ 2 đóng ngoặc. Đến đây chúng ta sẽ vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để chúng ta thực hiện. Chúng ta sẽ được bằng A mũ 3 cộng 2A mũ 2B cộng AB mũ 2 cộng A mũ 2B cộng 2AB mũ 2 cộng B mũ 3. Thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng lại với nhau, chúng ta sẽ được bằng A mũ 3 cộng mở ngoặc 2A mũ 2B cộng A mũ 2B đóng ngoặc cộng mở ngoặc AB mũ 2 cộng 2AB mũ 2 đóng ngoặc cộng B mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng A mũ 3 cộng 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 cộng B mũ 3. Như vậy thì chúng ta có A cộng B nhân với cả A cộng B tất cả mũ 2 thì chính là bằng A cộng B tất cả mũ 3. Và vừa rồi thì chúng ta đã tính được tích giữa A cộng B và A cộng B tất cả mũ 2 thì bằng A mũ 3 cộng 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 cộng B mũ 3. Và do đó thì chúng ta sẽ rút ra được đó là A cộng B tất cả mũ 3 thì sẽ bằng A mũ 3 cộng 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 cộng B mũ 3. Và cái biểu thức này chúng ta gọi đây là hàng đẳng thức lập phương của một tổng. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm luyện tập 1 trong 35 toán 8 tập 1. 1. Khai triển ý A, x cộng 3 tất cả mũ 3. Ý B, x cộng 2y tất cả mũ 3. 2. Rút gọn biểu thức 2x cộng y tất cả mũ 3 trừ 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Vậy trước hết thì chúng ta sẽ thực hiện mục 1, đó là chúng ta sẽ đi khai triển hàng đẳng thức x cộng 3 tất cả mũ 3. Thì đây là hàng đẳng thức lập phương của một tổng, chúng ta khai triển ra chúng ta sẽ được bằng x mũ 3 cộng 3 nhân x mũ 2 nhân 3 cộng 3 nhân x nhân 3 mũ 2 và cộng với 3 mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng x mũ 3 cộng 9 x mũ 2 cộng 27x cộng 27. Tương tự như vậy với ý B, x cộng 2y tất cả mũ 3 sẽ bằng x mũ 3 cộng 3 nhân x mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân x nhân 2y tất cả mũ 2 cộng 2y tất cả mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng x mũ 3 cộng với cả x mũ 3 cộng 6 x mũ 2y cộng 12x y mũ 2 cộng 8 y mũ 3. Tiếp theo ở ý thứ hai, bài toán yêu cầu chúng ta rút gọn biểu thức 2x cộng y tất cả mũ 3 trừ 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Vậy thì các con để ý 2x cộng y tất cả mũ 3 đây là hàng đẳng thức lập phương của một tổng. Vậy chúng ta sẽ khai triển hàng đẳng thức này ra đã. Chúng ta sẽ được đó là bằng 2x tất cả mũ 3 cộng 3 nhân 2x tất cả mũ 2 nhân y cộng 3 nhân 2x nhân y mũ 2 cộng y mũ 3 trừ đi 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Chúng ta sẽ được đó là bằng 2x tất cả mũ 3 thì bằng 8x mũ 3. 3 nhân 2x mũ 2 nhân với cả y thì bằng
12x mũ 2y, 3 x 2x nhân y mũ 2 thì bằng 6x y mũ 2. Vậy chúng ta sẽ được bằng 8x mũ 3 cộng 12x mũ 2y cộng 6x y mũ 2 cộng y mũ 3 trừ 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng, chúng ta được bằng 8x mũ 3 trừ 8x mũ 3 cộng 12x mũ 2y cộng 6x y mũ 2 cộng mở ngoặc y mũ 3 trừ y mũ 3, đóng ngoặc. Thực hiện phép tính, chúng ta được bằng 12x mũ 2y cộng 6x y mũ 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của luyện tập 2 trong 30 năm toán 8 tập 1. Viết biểu thức x mũ 3 cộng 9x mũ 2y cộng 27x y mũ 2 cộng 27 y mũ 3 dưới dạng lập phương của một tổng. Vậy thì các con hãy quan sát này. Chúng ta có biểu thức x mũ 3 cộng 9x mũ 2y cộng 27x y mũ 2 cộng 27 y mũ 3. Thì x mũ 3 đây đã là ở dạng lập phương rồi. Vậy còn 27 y mũ 3 thì chúng ta viết được dưới dạng lũy thừa bậc 3, đó chính là bằng 3y tất cả mũ 3. Đến đây, để đưa về hằng đẳng thức lập phương của một tổng, vậy thì chúng ta sẽ phải làm xuất hiện 3 lần tích bình phương của số thứ nhất nhân với số thứ hai và cộng với 3 lần tích của số thứ nhất nhân với bình phương của số thứ hai. Như vậy, các con sẽ phải tách cho cô 9x mũ 2y ra thành 3 nhân x mũ 2 nhân 3y. Và 27x y mũ 2 thì sẽ bằng 3 nhân x nhân với cả mở ngoặc 3y tất cả mũ 2. Vậy thì chúng ta sẽ viết được đó là bằng x mũ 3 cộng 3x mũ 2 nhân 3y cộng 3 nhân x nhân 3y tất cả mũ 2 cộng 3y tất cả mũ 3. Đây chính là khai triển của hằng đẳng thức lập phương của một tổng. Số thứ nhất của chúng ta là x và số thứ hai là 3y. Vậy chúng ta sẽ được bằng x cộng 3y tất cả mũ 3. Tiếp theo, chúng ta đến với cả câu hỏi phần 2, hoạt động 2 trong 30 năm toán 8 tập 1. Với hai số AB bất kỳ, viết A trừ B bằng A cộng với trừ B và áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một tổng để tính A trừ B tất cả mũ 3. Từ đó rút ra liên hệ giữa A trừ B tất cả mũ 3 và A mũ 3 trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Vậy trước hết, bài toán yêu cầu chúng ta phải tính A trừ B tất cả mũ 3 bằng cách đấy là gợi ý cho chúng ta thì viết dưới dạng viết A trừ B thì bằng A cộng với trừ B, sau đó vận dụng hằng đẳng thức lập phương của một tổng. Vậy chúng ta sẽ được A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng mở ngoặc vuông A cộng với trừ B đóng ngoặc tất cả mũ 3. Đến đây, vận dụng khai triển hằng đẳng thức lập phương của một tổng, chúng ta được bằng A mũ 3 cộng 3 nhân A mũ 2 nhân trừ B cộng 3A nhân với trừ B mũ 2 rồi cộng với trừ B mũ 3 và sẽ bằng A mũ 3 trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng A mũ 3 trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Và đẳng thức này thì chúng ta gọi đây là hằng đẳng thức lập phương của một hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi trả lời câu hỏi luyện tập 3 trong 30 năm toán 8 tập 1. Khai triển 2x trừ y tất cả mũ 3. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một hiệu để chúng ta khai triển. Thì các con thấy này, ở đây 2x sẽ đóng vai trò là số thứ nhất, còn y đóng vai trò là số thứ hai. Vậy ta có 2x trừ y tất cả mũ 3 sẽ bằng 2x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân 2x tất cả mũ 2 nhân y cộng 3 nhân 2x nhân y mũ 2 trừ y mũ 3. Thực hiện phép tính, chúng ta được bằng 8x mũ 3 trừ 12x mũ 2y cộng 6x y mũ 2 trừ y mũ 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi luyện tập 4 trong 36 toán 8 tập 1. Viết biểu thức dưới dạng lập phương của một hiệu 8x mũ 3 trừ 36x mũ 2y cộng 54x y mũ 2 trừ 27 y mũ 3. Vậy thì chúng ta sẽ có này, trước hết thì các bạn sẽ viết lại cho cô cái biểu thức và bài toán cho như ở trên màn hình. Bây giờ muốn đưa được về hằng đẳng thức lập phương của một hiệu, vậy thì chúng ta phải làm xuất hiện khai triển của hằng đẳng thức lập phương của một hiệu đã. Vậy ở đây 8x mũ 3 thì chúng ta biểu diễn được thành 2x tất cả mũ 3. 27 y mũ 3 chúng ta sẽ viết được về lũy thừa bậc 3 chính là bằng 3y tất cả mũ 3. Như vậy số thứ hai của chúng ta là 3y. Bây giờ chúng ta sẽ tách cho cô 36x mũ 2y sẽ bằng
3 nhân với cả 2x tất cả mũ 2 nhân với 3y. Còn 54x y mũ 2 tức chúng ta làm xuất hiện 3 lần tích của số thứ nhất nhân với bình phương của số thứ hai. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng 2x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân với cả 2x tất cả mũ 2 nhân 3y cộng 3 nhân 2x nhân với cả 3y tất cả mũ 2 trừ 3y tất cả mũ 3. Thì đây chính là khai triển của hàm đạo thức lập phương của một hiệu rồi. Số thứ nhất là 2x, số thứ hai là 3y. Vậy chúng ta sẽ được bằng 2x trừ 3y tất cả mũ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vận dụng trang 36 toàn 8 tập 1. Rút gọn biểu thức x trừ y tất cả mũ 3 cộng với cả x cộng y tất cả mũ 3. Thì các con quan sát ở bài toán này của chúng ta cho biểu thức này đang ở dạng tổng của lập phương của một hiệu và lập phương của một tổng. Vậy chúng ta sẽ vận dụng lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu để chúng ta khai triển các hàm đạo thức này ra. Chúng ta sẽ được đó là bằng x mũ 3 trừ 3 x mũ 2 y cộng 3 x y mũ 2 trừ y mũ 3 cộng x mũ 3 cộng 3 x mũ 2 y cộng 3 x y mũ 2 cộng y mũ 3. Thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng lại với nhau thì chúng ta sẽ có x mũ 3 cộng x mũ 3, chúng ta sẽ nhóm vào nhóm thứ nhất này. Tiếp theo đó là 3 x mũ 2 y và trừ 3 x mũ 2 y, chúng ta nhóm vào nhóm thứ hai. Rồi cộng với cả 3 x y mũ 2 cộng 3 x y mũ 2, chúng ta nhóm vào nhóm thứ ba. Y mũ 3 và trừ y mũ 3, chúng ta sẽ nhóm vào nhóm thứ tư. Và thực hiện thu gọn thì chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng đó là bằng 2x mũ 3 cộng 6x y mũ 2. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm các bài tập. Trước hết đó là bài 2.7 trong 36 toàn 8 tập 1. Khai triển A x mũ 2 cộng 2y tất cả mũ 3, B 1 phần 2x trừ 1 tất cả mũ 3. Các con quan sát trước hết là ở ý A, x mũ 2 cộng 2y tất cả mũ 3. Thì đây là hàm đạo thức lập phương của một tổng. Chúng ta sẽ xác định x mũ 2 là số thứ nhất, 2y là số thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng khai triển của hàm đạo thức lập phương của một tổng. Đó là bằng lập phương của số thứ nhất cộng 3 lần tích bình phương của số thứ nhất và số thứ hai cộng 3 lần tích số thứ nhất và bình phương của số thứ hai cộng với lập phương của số thứ ba. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng x mũ 2 tất cả mũ 3 cộng 3 nhân x mũ 2 tất cả mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân x mũ 2 nhân với cả 2y tất cả mũ 2 rồi cộng với 2y tất cả mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng x mũ 6 cộng với 6 x mũ 4 y cộng 12 x mũ 2 y mũ 2 cộng 8 y mũ 3. Tiếp theo ở câu B, 1 phần 2 x trừ 1 tất cả mũ 3. Đây là hàm đẳng thức lập phương của một hiệu. Số thứ nhất của chúng ta đó là bằng 1 phần 2 x, số thứ hai đó là 1. Vậy lập phương của một hiệu thì bằng lập phương của số thứ nhất trừ 3 lần tích bình phương của số thứ nhất và số thứ hai cộng với 3 lần tích số thứ nhất và bình phương của số thứ hai rồi trừ đi lập phương của số thứ ba. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng 1 phần 2 x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân 1 phần 2 x tất cả mũ 2 nhân 1 cộng với 3 nhân 1 phần 2 x nhân với 1 mũ 2 trừ đi 1 mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả đó là bằng 1 phần 8 x mũ 3 trừ 3 phần 4 x mũ 2 cộng 3 phần 2 x trừ 1. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2.8 trong 36 toàn 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu. A 27 cộng 54x cộng 36x mũ 2 cộng 8x mũ 3. B 64x mũ 3 trừ 144x mũ 2y cộng 108xy mũ 2 trừ 27y mũ 3. Vậy trước hết là ở ý A thì chúng ta nhìn thấy ngay trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa về dạng lập phương của một tổng. Vậy muốn đưa được về lập phương của một tổng thì chúng ta sẽ phải viết được dưới dạng khai triển lập phương của một tổng. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm xuất hiện lập phương của số thứ nhất cộng 3 lần tích bình phương của số thứ nhất và số thứ hai cộng 3 lần tích của số thứ nhất và bình phương của số thứ hai rồi cộng với lập phương của số thứ hai nữa. Thì các con quan sát vào đây thì chúng ta thấy 27 chúng ta viết được dưới dạng lũy thừa bậc 3 đó là bằng 3 mũ 3.
Như vậy chúng ta đã có lập phương của số thứ nhất. Tiếp theo chúng ta có 8x mũ 3 thì chúng ta được đưa được về lũy thừa bậc 3, chính là bằng 2x tất cả mũ 3. Như vậy số thứ hai của chúng ta là 2x. Bây giờ chúng ta sẽ làm xuất hiện 3 lần tích của bình phương số thứ nhất và số thứ hai. 3 lần tích số thứ nhất và bình phương của số thứ hai. Vậy thì chúng ta có 54x thì chính bằng 3 nhân với cả 3 mũ 2 rồi nhân với 2x. Còn 36x mũ 2 thì bằng 3 nhân 3 nhân với 2x tất cả mũ 2. Vậy chúng ta viết lại được là bằng 3 mũ 3 cộng 3 nhân 3 mũ 2 nhân 2x cộng 3 nhân 3 nhân 2x tất cả mũ 2 rồi cộng với 2x tất cả mũ 3. Đến đây thì chúng ta sẽ đưa được về hàng đẳng thức, đó là bằng 3 cộng 2x tất cả mũ 3. Tiếp theo với câu B, chúng ta sẽ đưa về dạng lập phương của một hiệu. Vậy chúng ta hãy xác định được đâu là số thứ nhất, đâu là số thứ hai đã. Thì các con quan sát 64x mũ 3 thì chúng ta sẽ đưa được về lũy thừa bậc 3, đó là bằng 4x tất cả mũ 3. Tiếp theo đó là 27y mũ 3 thì chúng ta sẽ đưa được về, đó là bằng 3y tất cả mũ 3. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại như sau này, đó là bằng 4x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân với cả 4x tất cả mũ 2 nhân với 3y cộng 3 nhân 4x nhân với 3y tất cả mũ 2 rồi trừ đi 3y tất cả mũ 3. Đến đây chúng ta đã đưa được về khai triển của hàng đẳng thức lập phương của một hiệu. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng 4x trừ 3y tất cả mũ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 2.9 trang 36 toán 8 tập 1, tính nhanh giá trị của biểu thức A x mũ 3 cộng 9x mũ 2 cộng 27x cộng 27 tại x bằng 7. B 27 trừ đi 54x cộng 36x mũ 2 trừ 8x mũ 3 tại x bằng 6,5. Thì các con quan sát này, trước hết là ở ý A, biểu thức x mũ 3 cộng 9x mũ 2 cộng 27x cộng 27, chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta có thể đưa được về dạng lập phương của một tổng. Vậy thì chúng ta sẽ đưa về lập phương của một tổng như sau. Chúng ta sẽ được đó là bằng x mũ 3 cộng 3 nhân x mũ 2 nhân 3 cộng 3 nhân x nhân 3 mũ 2 cộng với 3 mũ 3. Đến đây thì chúng ta sẽ xác định được ngay số thứ nhất là x, số thứ hai đó là 3. Vậy sẽ bằng x cộng 3 tất cả mũ 3. Bây giờ bài toán yêu cầu chúng ta tính nhanh tại giá trị x bằng 7. Vậy chúng ta sẽ thay x bằng 7 vào biểu thức x cộng 3 tất cả mũ 3. Chúng ta sẽ được đó là bằng mở ngoặc 7 cộng 3 đóng ngoặc mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 10 mũ 3 và bằng 1.000. Tiếp theo ở câu B, 27 trừ 54x cộng 36x mũ 2 trừ 8x mũ 3 thì chúng ta sẽ đưa biểu thức này về dạng lập phương của một hiệu. Vậy chúng ta sẽ xác định cho cô lập phương của số thứ nhất và lập phương của số thứ hai. Thì chúng ta thấy 27 thì bằng 3 mũ 3, 8x mũ 3 thì bằng 2x tất cả mũ 3. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng 3 mũ 3 trừ 3 nhân 3 mũ 2 nhân 2x cộng 3 nhân 3 nhân 2x tất cả mũ 2 trừ 2x tất cả mũ 3. Đến đây chúng ta thấy rằng đây chính là khai triển của hàng đẳng thức lập phương của một hiệu. Số thứ nhất của chúng ta là 3, số thứ hai đó là 2x. Vậy chúng ta sẽ được bằng 3 trừ 2x tất cả mũ 3. Bài toán yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức tại x bằng 6,5. Vậy chúng ta sẽ thay x bằng 6,5 vào biểu thức 3 trừ 2x tất cả mũ 3. Chúng ta sẽ được đó là bằng 3 trừ 2 nhân 6,5 tất cả mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 3 trừ 13 tất cả mũ 3 và bằng trừ 10 mũ 3, được bằng trừ 1.000. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2.10 trang 36 toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau: A x trừ 2y tất cả mũ 3 cộng x cộng 2y tất cả mũ 3. B 3x cộng 2y tất cả mũ 3 cộng 3x trừ 2y tất cả mũ 3. Các con quan sát thì ở bài toán này thì mỗi biểu thức thì đều có chứa các hàng đẳng thức lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu. Vậy thì chúng ta sẽ vận dụng để khai triển các hàng đẳng thức này ra. Sau đó chúng ta sẽ thu gọn biểu thức. Trước hết là ý A, x trừ 2y tất cả mũ 3 cộng với cả x cộng 2y tất cả mũ 3 sẽ bằng x mũ 3 trừ 3 nhân x mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân x nhân mở ngoặc 2y đóng ngoặc mũ 2 trừ 2y tất cả mũ 3 cộng với x mũ 3 cộng 3 nhân x mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân x
Nhân mở ngoặc 2y đóng ngoặc mũ 2 cộng với 2y tức là mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được đó là bằng x mũ 3 trừ 6 x mũ 2y cộng 12 xy mũ 2 trừ 8 y mũ 3 cộng x mũ 3 cộng 6 x mũ 2y cộng 12 xy mũ 3 cộng 8 y mũ 3. Thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng lại với nhau chúng ta sẽ được bằng mở ngoặc x mũ 3 cộng x mũ 3 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 6 x mũ 2 y trừ 6 x mũ 2 y đóng ngoặc cộng mở ngoặc 12 xy mũ 2 cộng 12 xy mũ 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 8 y mũ 3 trừ 8 y mũ 3 đóng ngoặc. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả đó là bằng 2 x mũ 3 cộng 24 xy mũ 2. Câu B chúng ta sẽ làm tương tự. 3x cộng 2y tất cả mũ 3 cộng với 3x trừ 2y tất cả mũ 3 sẽ bằng 3x tất cả mũ 3 cộng 3 nhân với cả mở ngoặc 3x đóng ngoặc mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân 3x nhân 2y tất cả mũ 2 cộng 2y tất cả mũ 3 rồi cộng với 3x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân 3x tất cả mũ 2 nhân 2y cộng 3 nhân 3x nhân với 2y tất cả mũ 2 trừ 2y tất cả mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta được đó là bằng 27 x mũ 3 cộng 54 x mũ 2y cộng 36 xy mũ 2 cộng 8 y mũ 3 cộng 27 x mũ 3 trừ 54 x mũ 2y cộng 36 xy mũ 2 trừ 8 y mũ 3. Đến đây các bạn quan sát cho cô này. 54x mũ 2y và trừ 54x mũ 2y chúng ta nhóm chúng lại một nhóm chúng ta thực hiện được đó là bằng 0. Tiếp theo đó là 8y mũ 3 trừ 8y mũ 3 chúng ta cũng được kết quả là bằng 0. Như vậy thì kết quả sau khi chúng ta thu gọn được sẽ là bằng 27x mũ 3 cộng 36 xy mũ 2 cộng 27 x mũ 3 cộng 36 xy mũ 2. Thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng lại với nhau chúng ta được kết quả cuối cùng đó là bằng 54 x mũ 3 cộng 72 xy mũ 2. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2.11 trang 36 toán 8 tập 1. Chứng minh A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng trừ của mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc mũ 3. Thì để chứng minh được đẳng thức này thì trước hết chúng ta sẽ thực hiện biến đổi cho cô vế trái và vế phải. Trước hết chúng ta sẽ biến đổi vế trái A trừ B tất cả mũ 3. Đây là hằng đẳng thức lập phương của một hiệu. Vậy chúng ta sẽ được bằng A mũ 3 trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đi thực hiện biến đổi ở bên vế phải. Thì chúng ta có trừ mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc mũ 3 sẽ bằng trừ mở ngoặc B mũ 3 trừ 3B mũ 2A cộng 3BA mũ 2 trừ A mũ 3 đóng ngoặc. Thực hiện bỏ dấu ngoặc, lưu ý đằng trước có dấu trừ, chúng ta sẽ đổi dấu hạng tử ở trong ngoặc. Chúng ta sẽ được bằng trừ B mũ 3 cộng 3B mũ 2A trừ 3BA mũ 2 cộng A mũ 3. Và từ đây thì chúng ta sẽ được đó là bằng A mũ 3 trừ 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Và do đó thì chúng ta sẽ suy được ra đó là A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng trừ của B trừ A tất cả mũ 3. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi và bài tập trong bài 7 lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu. Các con sẽ hoàn thiện các bài này vào vở và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.